Chào mọi người ạ, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Aerox, kênh chuyên làm những dự án Crypto MMO. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Aerox từ dự án Surface Web ạ. Để tham gia vào sự kiện Aerox này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành chắc bấm stay rồi giải mã captcha cho mình ạ. Tham gia sự kiện Aerox này, mọi người sẽ nhận được 2 token SOFT ạ. Sẽ dành cho 4.000 người may mắn nhận thưởng ạ. Quay top 10 người từng rep sẽ ăn chia 500 token SOFT ạ. Và sự kiện Aerox này sẽ kết thúc vào ngày 12. Sự kiện Aerox này sẽ diễn ra vào ngày 12 tới ngày 16 tháng 10 ạ. Và dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người vào ngày 21 tháng 10. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ cho người rất là channel của dự án trên Telegram. Sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi mình để follow ạ. Tiếp theo mọi người tiến hành review bài post của dự án. Sau đó mọi người follow dự án trên Medium. Mọi người mở phần mềm phát IP để truy cập trang Medium. Mọi người tiến hành follow. Tiếp theo mọi người quay trở lại support. Mọi người click vào net. Để mình tắt medium. Don. Rồi sau đây mọi người yêu cầu dự án này là mình phải retweet và bot của dự án về gắn thẻ B bằng B cả kèm theo hashtag. Mình làm lại bước này. Mọi người hãy tweet sẵn lên cho mình ạ, no retweet ạ. Rồi sau đó mọi người gắn thẻ B bằng B của mình ạ. Tiếp theo mọi người quay trở lại cho bot, mọi người copy hashtag. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi username Twitter của mình. Để lấy username Twitter, mọi người vào trang cá nhân. Rồi sau đó mọi người copy dòng chữ kèm dấu e cộng cho mình. Tiếp theo mọi người tiến hành gửi link mình để retweet bài post của dự án về gắn thẻ B bằng B. Mọi người vào phần tweet và câu trả lời trên trang cá nhân Twitter của mình. Rồi mọi người tiến hành copy link. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile link medium của mình. Rồi để mình bật lại IP. Rồi mọi người tiến hành vào trang cá nhân trên medium của mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành sao chép địa chỉ liên kết ở trang cá nhân. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Shark Wallet ạ. Rồi giờ em mọi người chờ mình tí để mình coi nó tích hợp mạng nào ạ. Rồi đây là một dự án từ sàn ạ.
Rồi nó tích hợp rất nhiều màn à, như Eva này, Phantom và có này, Polygon này, KuCoin à. Dự án rất là tiềm năng à. Coi giá hiện tại 0.5 đô. Rồi, sau đó mọi người quay trở lại chatbot à. Rồi, để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng ạ. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.